Năm 2019, ngành văn hóa thể thao du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Toàn ngành đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình xây dựng nông thôn mới. Xin giới thiệu một số thành tích tiêu biểu. Hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, tập trung các hoạt động đưa văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân, tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, phục vụ nhân dân vào dịp Tết, các ngày lễ lớn trong năm như chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với chủ đề Những năm tháng không quên, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với chủ đề Rực sáng màu cờ Tổ quốc. Các hội thi nghệ thuật không chuyên được tổ chức thường xuyên, liên hoan tình khúc Bolero 2019, cuộc thi tiếng hát ngôi sao biển 2019, liên hoan hip hop, bước nhảy xanh, chương trình ca múa nhạc những câu chuyện tình. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đã thực hiện các chương trình nghệ thuật như Mùa xuân và tuổi trẻ, Công đức vua Hùng, Tên người còn mãi với non sông, Sắc màu quê hương. Bên cạnh biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngành còn thực hiện 1.000 buổi chiếu phim phục vụ chính trị, trong đó miền núi 700 buổi, thiếu nhi 300 buổi, tổ chức hoạt động đưa văn hóa về cơ sở lần thứ 10 năm 2019 tại huyện Phú Quý. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đã biểu diễn 104 buổi với doanh thu trên 3 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho các xã nông thôn mới mang lại hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới như giải bóng đá các xã nông thôn mới lần thứ 2 năm 2019, liên hoan văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng mô hình tham quan vườn Thanh Long. Tính đến nay, toàn ngành đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 84 trên 96 trung tâm văn hóa thể thao xã. Trong đó, 9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hầu hết các xã đều quyết tâm, tập trung triển khai thực hiện cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Hoạt động bảo tàng phục vụ khách tham quan trong năm 2019. Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận đón và phục vụ 2.627 đoàn với 117.886 lượt khách. Trong đó có 608 lượt khách nước ngoài. Bảo tàng tỉnh đón 7.660 lượt khách tham quan, trong đó có 106 lượt khách quốc tế. Tổ chức triển lãm ảnh tư liệu, hiện vật Bình Thuận xưa và nay với trên 200 tư liệu hình ảnh, phối hợp tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Tháp nước Phan Thiết và di tích Bạch Mã Thái Giám làng Phú Mỹ, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh nhà. Nổi bật là hoàn thành 4 hồ sơ khoa học trình và được xếp hạng 2 di tích cấp quốc gia, thắng cảnh Bầu Trắng và lễ hội Cầu Ngư Vạn Thủy Tú, và 2 di tích cấp tỉnh, thắng cảnh Đồi Cát Bay và Suối Tiên. Thể thao thành tích cao năm 2019 đạt nhiều thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Nổi bật là cử 4 vận động viên Bình Thuận tham gia các đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30 tại Philippines, giành 5 huy chương, đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng môn taekwondo, 2 huy chương bạc môn judo, 1 huy chương đồng môn canoeing. Góp phần vào thành tích nhì toàn đoàn của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á năm 2019. Năm 2019, các đoàn thể thao của tỉnh đã thi đấu và giành được 162 trên 95 huy chương các loại, trong đó 53 huy chương vàng, 45 huy chương bạc, 64 huy chương đồng, đạt 170,5% kế hoạch. Nổi bật là các môn thể thao thi đấu ở các giải quốc tế mà Bình Thuận tham gia đã đạt được những thành tích xuất sắc như môn taekwondo tham dự giải vô địch Đông Nam Á, 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Giải taekwondo quốc tế do Grand Prix tại Italia, 1 huy chương vàng. Giải taekwondo quốc tế Úc mở rộng 1 huy chương vàng. Giải taekwondo quốc tế Pháp mở rộng 2 huy chương vàng. Giải vô địch quyền taekwondo châu Á 2 huy chương vàng. Giải quyền taekwondo quốc thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Trung Quốc, 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Đạt huy chương vàng tại Hội Võ Thuật Thế giới tổ chức tại Hàn Quốc. Môn đua thuyền canoeing tham dự giải vô địch Đông Nam Á 1 huy chương đồng.
lĩnh vực du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác tam giác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng. Phối hợp với tập đoàn McKinsey Company thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch ổn định. Năm 2019, tổng lượng khách đạt 6.407.000 lượt, tăng 11,39%. Khách quốc tế 775.000 lượt so với năm 2018. Doanh thu từ khách du lịch đạt 15.110 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2018. Mũi Né được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam trên trang du lịch vietnam.com.vn và được trang điện tử du lịch Southern Trip Anh bình chọn là một trong 10 đô thị đẹp nhất Việt Nam. Du lịch Bình Thuận trong năm 2019 còn tạo ấn tượng với nhiều điểm tham quan du lịch độc đáo, bổ sung thêm các loại hình phục vụ khách du lịch như công viên hoang dã Safari, du lịch trải nghiệm biển đảo Phú Quý. Lần đầu tiên triển khai và đưa vào hoạt động chính thức điểm tham quan vườn Thanh Long Phú Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, thu hút sự quan tâm và tìm đến tham quan, trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, phát huy lợi thế du lịch nghỉ dưỡng biển theo hướng dịch vụ cao cấp, gắn với các loại hình thể thao, giải trí trên biển, hướng đến hình thành một trung tâm du lịch, thể thao biển mang tầm quốc gia. Bước vào năm mới 2020, với tâm thế và khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân Bình Thuận, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đặt ra những mục tiêu cao hơn để phấn đấu đạt được những thành công mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.